quý vị, hôm nay 16 tháng 6, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ ba, tiến hành biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, hai luật và họp phiên bế mạc. Với đa số đại biểu tán thành, trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 và nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Chiều nay, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Với 95,38% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Theo đó cho phép chính phủ, cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan chức năng, cá nhân tham gia lập quy hoạch được thực hiện ngay các giải pháp sau để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch. Người có thẩm quyền quyết định lựa chọn nhà thầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác quy hoạch. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cần xác định rõ tiêu chí phạm vi điều chỉnh cục bộ để vừa bảo đảm linh hoạt trong quá trình thực hiện vừa bảo đảm công khai minh bạch chặt chẽ tính liên kết ổn định đồng bộ của hệ thống quy hoạch hiện nay quốc hội mới chỉ cho phép một số địa phương thực hiện thí điểm việc phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo trình tự thủ tục do Thủ tướng chính phủ quy định Ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng đây là nội dung phức tạp cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực hiện cơ chế thí điểm của các các địa phương sẽ được xem xét trong quá trình sửa th đổi luật quy hoạch đô thị trong thời gian tới. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 với 478 trên 480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,98%. Như vậy, với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy các nội dung chất vấn là những vấn đề bức xúc nổi cộm trong đời sống, kinh tế, xã hội, có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề đã tồn tại kéo dài nhiều năm. Đại biểu Quốc hội các thành viên chính phủ đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó làm sáng tỏ nhiều vấn đề được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm sau 19 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp thứ ba với tỷ lệ 95,58%. Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung kỳ họp. Thưa quý vị, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Chiều nay kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ kỳ họp thứ ba đã xem xét một khối lượng công việc lớn, đạt sự đồng thuận rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả cho giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong 19 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và nghị quyết nhiều nội dung quan trọng. Trong đó về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai và kết quả phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được cải thiện tích cực. Các chính sách hỗ trợ về tài chính tiền tệ theo nghị quyết 43 của Quốc hội từng bước được cụ thể hóa và triển khai, tạo tiền đề căn bản để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lãi suất huy động và tỷ giá có xu hướng tăng nhẹ, song vẫn trong mức dự báo và tầm kiểm soát. Đời sống, việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, các sai phạm trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản đã được nhận diện, xử lý nghiêm và tích cực kiểm soát, lành mạnh hóa. Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2022-2023, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. SEA Games 31 được tổ chức rất thành công, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của quốc gia. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong các ngành lĩnh vực, từ đó quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để chính phủ các cấp các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua năm luật, ba nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa hiến pháp năm 2013. Việc thông qua các luật, nghị quyết với sự thống nhất tập trung rất cao là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan với sự phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ đóng góp của nhân dân của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, các nhà khoa học. Đây là bài học quý để chúng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội chủ tịch quốc hội cho biết trong hai ngày rưỡi tiến hành chất vấn đối với ba bộ trưởng và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam và phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh với sự tham gia trả lời của các phó thủ tướng chính phủ và các vị trưởng ngành về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính ngân hàng giao thông vận tải đã cho thấy các vấn đề được quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là trúng và đúng vừa có tính thời sự cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài Hỗ trợ chương trình quốc hội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn yêu cầu chính phủ thủ tướng chính phủ các vị bộ trưởng trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể cả về những việc phải làm và mốc thời hạn phải hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri cả nước đây cũng là cơ sở để quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ Lần đầu tiên tại một kỳ họp quốc hội có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án, với tổng mức đầu tư trên 392.000 tỷ đồng. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa cấp bách, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương. Tại kỳ họp này, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đã thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, ban hành nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án công ty Việt Á. Để các luật nghị quyết của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15 sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, quốc hội trân trọng đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các cấp các ngành các cơ quan trong bộ máy nhà nước các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật nghị quyết vừa được thông qua khắc phục tình trạng quyết sách đúng trúng và kịp thời nhưng triển khai chậm và kém hiệu quả chủ tịch quốc hội nhấn mạnh qua quốc mỗi kỳ họp với tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện quốc hội có thêm bài học quý để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri nhân dân với kết quả của kỳ họp thứ ba và các luật nghị quyết chính sách mới được ban hành dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành quyết liệt của chính phủ và giám sát của quốc hội sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân cộng đồng doanh nghiệp Nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc.